Sơn Tùng, MTP từng được J-Park thả thính và ngỏ ý muốn hợp tác. Với những ai từng theo dõi K-pop, chắc hẳn cái tên J-Park không phải là cái tên xa lạ. J-Park tên thân là Park Jae-bom, anh sinh năm 1987 và là cựu thành viên của nhóm nhạc 2PM đình đám một thời thuộc JYP Entertainment. Anh được mệnh danh là nghệ sĩ toàn năng khi kiêm nhiệm nhiều vai trò như rapper, ca sĩ, diễn viên đến nhà sản xuất và chỉ đạo nghệ thuật. Hiện tại, J-Park sở hữu sự nghiệp solo thành công và dần lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh dưới vai trò giám đốc điều hành kiêm người sáng lập AOMG và chủ tịch Higher Music. Anh cũng từng là giám khảo đắt giá cho nhiều cuộc thi tài năng ở Hàn Quốc như Asia's Got Talent. Nam rapper từ lâu đã trở thành biểu tượng hàng đầu của dòng nhạc hip-hop tại Hàn Quốc và cả khu vực châu Á. Không chỉ thế, sự thành công trên phạm vi toàn cầu hậu lùm xùm rúng động của J-Park đã trở thành câu chuyện truyền động lực cho giới trẻ ở khắp mọi nơi. Vào năm 2019, nam rapper đình đám Hàn Quốc đã có mặt tại Đà Nẵng để tham gia biểu diễn cho một sự kiện âm nhạc. Dù là lần đầu tiên đến mảnh đất hình chữ S, J-Park vẫn được người hâm mộ săn đón nồng nhiệt nhờ tên tuổi đã quá nổi bật tại làng nhạc K-pop. Cũng trong khoảng thời gian này, nam ca sĩ sinh năm 1987 thường xuyên nhắc đến Sơn Tùng MTP trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ của giọng ca hãy trao cho anh không khỏi phấn khích, thích thú. Trên Twitter, khi được một cư dân mạng hỏi cảm nghĩ của mình về chủ nhân hit Em của ngày hôm qua, nam thần tượng họ Park không ngần ngại trả lời. Bởi vì cậu ấy là một chàng trai trẻ đang nỗ lực hết mình để theo đuổi ước mơ và làm việc hết mình để duy trì điều đó, nên không thể ghét một người như vậy được. Đặc biệt trong lần đến Việt Nam này, J-Park không ngại rủ rê Sơn Tùng trên Instagram của nam ca sĩ gốc Thái Bình. Bên dưới bài đăng của giọng ca nắng ấm xa dần, rapper đình đám xứ Hàn bình luận: "Tôi đang ở Đà Nẵng này, cậu đang ở đâu đấy?" Đáp lại lời hỏi han của đàn anh, Sơn Tùng cho biết: "Ở một nơi khá là xa Đà Nẵng đó ông anh à." Màn tương tác ngắn giữa hai nghệ sĩ Việt Hàn khiến fan vô cùng thích thú nhưng cũng vô cùng tiếc nuối vì hai nghệ sĩ không có cơ hội gặp gỡ nhau nhân dịp hiếm hoi này. Sau những lần thả thính Sơn Tùng trên mạng xã hội, người hâm mộ của nam ca sĩ mong mỏi anh và J-Park sẽ hợp tác với nhau trong tương lai không xa. Không để fan thất vọng, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Billboard, nghệ sĩ đình đám xứ Kim Chi đã bày tỏ mong muốn được kết hợp với giọng ca Hãy Chào Cho Anh. "Tôi có biết một trong những ngôi sao lớn ở Việt Nam, đó là Sơn Tùng MTP. Cậu ấy vừa ra mắt sản phẩm âm nhạc kết hợp cùng Snoop Dogg, huyền thoại của làng rap thế giới. Tôi còn nghe rằng cậu ấy khá thích âm nhạc của tôi, nên hy vọng chúng tôi sẽ có màn kết hợp cùng nhau trong tương lai." J-Park chia sẻ. Sau Snoop Dogg, Sơn Tùng liệu sẽ tiếp tục bắt tay với rapper nổi tiếng Chance the Rapper và Justin Bieber? Trong một bài đăng vào năm 2020, được cập nhật trên trang Instagram, Sơn Tùng xuất hiện khá điển trai trong bộ trang phục jean theo phong cách đầu những năm 1990. Ngoài độ đẹp trai thần thái như thường ngày, cộng đồng mạng còn hướng sự chú ý vào một chi tiết đáng ngờ. Đó chính là tài khoản Chance the Rapper được nam ca sĩ tag trực tiếp vào bức ảnh. Cho những ai không biết, đó chính là rapper Chance the Rapper, một nghệ sĩ da màu người Mỹ trẻ tuổi, tài năng. Anh chàng sinh năm 1993 này từng hợp tác với loạt sao Âu Mỹ khủng như Justin Bieber, Ed Sheeran, Cardi B, John Legend, v.v. Đáng kể nhất là bản hit I'm the One với sự góp mặt của DJ Khaled, Quavo, Lil Wayne, Justin Bieber và không thể thiếu Chance the Rapper, hiện đã đạt đến 1,3 tỷ lượt xem MV trên YouTube. Ngoài ra, Justin Bieber còn mời Chance the Rapper góp giọng trong ca khúc Confident cách đây 7 năm. MV này của bộ đôi cũng đạt đến 274 triệu view. Ngoài màn thả thính cực chất với Chance the Rapper, thì mới đây fan của anh chàng gốc Thái Bình lại sừng sốt khi bất ngờ phát hiện ra dấu vết giọng ca muộn rồi mà sao còn có thể hợp tác với Justin Bieber. Cụ thể, theo những gì các thám tử mạng phát hiện ra được, thì Sơn Tùng, CEO và giám đốc nghệ thuật của MTP Entertainment đã nhấn follow tài khoản của Justin Bieber. Động thái này những tưởng sẽ rất bình thường như việc fan theo dõi idol, nhưng đây lại là điều khiến các Sky nghi vấn về mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ đình đám của US, UK và V-pop. Việc dàn xếp lớn của công ty Sơn Tùng dành sự quan tâm cho giọng ca Baby ngay lập tức khiến nhiều người cho rằng cả hai sẽ có một cú bắt tay đầu tiên. Tất nhiên, điều này là hoàn toàn khả thi khi giọng ca gốc Thái Bình đã từng kết hợp với ngôi sao thế giới Snoop Dogg. Đáng chú ý, vào tháng 7 năm 2019, Sơn Tùng MTP đã từng tạo ra cơn sốt với những con số không tưởng về lượt view phá vỡ nhiều kỷ lục cùng Hãy Cho Anh, bản hit với sự xuất hiện và góp giọng của rapper Snoop Dogg. Cũng trong thời gian này, anh chàng đã follow tài khoản của Snoop Dogg. Chính vì hành động tương tự với Justin Bieber càng khiến fan hy vọng về một màn collab bùng nổ trong tương lai giữa hai tài năng này. Đặc biệt, cuối tháng 4 vừa qua, báo chí Mỹ đã bất ngờ đưa tin về màn kết hợp của Justin Bieber cùng hiện tượng toàn cầu BTS. Dù biết chỉ là hy vọng, nhưng nhiều fan cho rằng liệu Sơn Tùng MTP có phải là đại diện châu Á thứ hai mà Justin Bieber muốn hợp tác.
Hiện người hâm mộ vẫn đang bàn tán xôn xao về nghi vấn hợp tác giữa hai nam ca sĩ cùng tuổi và đều là những nghệ sĩ sở hữu lượng fan khủng này. Và đặc biệt, trước đó vào năm 2017, Sơn Tùng từng có dịp đứng chung sân khấu với Biren và chàng ca sĩ người Thái Bình được đánh giá là Justin Bieber phiên bản Việt. Cụ thể, trong danh sách nghệ sĩ tham dự Viral Fest Asia 2017 diễn ra tại Thái Lan, Sơn Tùng NTP là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất có mặt. Trước Sơn Tùng NTP, ban tổ chức chương trình này từng mời Minh Hằng, Chipu của Việt Nam tham dự vào năm 2016. Đặc biệt trong danh sách nghệ sĩ này, phải kể đến nhiều ngôi sao châu Á như Biren, Suran của Hàn Quốc, nhóm nhạc AKB48, Flower, Exile The Second của Nhật Bản. Trên trang chủ của chương trình Viral Fest Asia 2017, ban tổ chức còn dành nhiều lời khen ngợi có cánh cho Sơn Tùng. Thậm chí, ban tổ chức còn gọi Sơn Tùng NTP là Justin Bieber Việt Nam. Trong phần giới thiệu về Sơn Tùng NTP, ban tổ chức viết: Sơn Tùng NTP được biết đến là người tạo hit hay Justin Bieber ở Việt Nam. Anh là giọng ca trẻ nổi tiếng nhất Việt Nam. Nam ca sĩ tài năng với chất giọng tốt và có khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc. Kênh YouTube và những MV được nam ca sĩ tạo ra để dành riêng cho người hâm mộ. Được biết, Viral Fest Asia là lễ hội âm nhạc được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những giọng ca tạo được tiếng vang tại nước nhà. Năm 2016, sự kiện này có sự tham gia của 8.000 khán giả khi được tổ chức tại Công viên Văn hóa Garuda Wisnu Kencana tại Bali, Indonesia. Năm 2017, sự kiện được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 3 tháng 6. Ngoài các tiết mục âm nhạc, lễ hội còn có nhiều hoạt động bên lề như DJ, nhạc EDM, trình diễn 3D mapping, bắn pháo hoa, v.v. Năm 2017, Sơn Tùng NTP đã ghi dấu ấn không chỉ với danh xưng người tạo hit với số lượng lượt nghe khủng, mà còn ghi dấu ấn khi tách khỏi công ty quản lý của ông Bầu Quang Huy để thành lập công ty giải trí của riêng mình mang tên MTP Entertainment. Phải kể đến các bản hit gây được tiếng vang sau khi anh chàng ca sĩ sinh năm 1994 có công ty riêng, đó là Lạc Trôi, Nơi Này Có Anh hay Bình Yên Những Phút Giây.